Hello, everybody. Welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game. Thì chúng ta nhìn thì chúng ta cũng đã biết là hôm nay chúng ta chơi game gì ha. Vâng, đó chính là Dragonnet ha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chọn nhân vật nào ta? Dragonnet thì nó chỉ có bản tiếng Anh thôi anh em, không có bản tiếng Việt ha. Nay sẽ chọn cung hữu hả? Cung chơi xấu lắm. Còn pháp sư hả? Pháp sư thì chưa bao giờ heo chơi. Ok, má đưa đít vô mặt tao luôn mày. Rồi ok, bây giờ vô game nha. 2 sữa ngày xưa cô bé phép thuật gì vậy, gì gớt đúng không ạ? Rồi nó gớt vô mắt luôn bà mẹ nó. Rồi bỏ qua phần đó hả, ham ship ham xét gì. Rồi ok đó, cài phím tắt vô để chơi ha. Nào thằng nào. Ủa, à đánh vậy đó hả, đánh từ xa, ok. Ủa nhưng mà nó đánh từ xa nó không có... À nổ không, à không nổ luôn. Ơi nó hơi bị phế nha. Dạ, anh em nào có ý định là chọn con này thì nên suy nghĩ lại ha. Đồ. Ok, trời, má kiếp đánh lan kinh vậy. Wow. À, đầy nổ nữa nè. Thôi ơi, má một phát một. Ơi, đam cao nha. À. Ô. Nữa nè. Đó, ghê không? Nữa nè. Đây. Mày hả bưởi. Ây da. Đây, đồng đội tới rồi. Ok. Rồi, đồng đội tới rồi. Mày chết chắc rồi con. Dễ gì dễ chết được ông cơ ơi. Đây, dễ gì chết được tao mày ơi. Nè, mày lên đường nè, hết máu luôn nè con. Bỏ qua phần này luôn. Rồi, bây giờ chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game cái nha anh em. Ôi tính ra lâu lắm mà chúng ta mới chơi lại con Dragonnet luôn á trời. Đột mã server, nhân vật toàn đẹp không. Ok, chúng ta phải chạy nhiệm vụ một tí nha anh em. Để mở một số chức năng của đồ. Wow, làm một cái nhiệm vụ đầu tiên thôi mà nó cho một đống đồ luôn. Ê, ngon gì vậy? Gì vậy? Đặt ti cái gì nè. Nè được 2 tỷ mấy điểm shop. Rồi vàng. Rồi cái kiểu con đà điểu. Ok. Không, cái này gì ta. À 1 tỷ điểm gold, 1 triệu điểm gold gì nè. Cái cha nó đi. Bây giờ thì chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game để mà mở thêm những cái tính năng mới. Mở túi rồi mở đồ ra ha. À, game này phi tới 1 tỷ lần nha anh em. 1 tỷ hay 2 tỷ gì quên mẹ nó rồi. Nhưng mà phi rất là nhiều. À, con này hơi phế ha. Má đam từ xa. Má biết hồi nãy kiếm con nào đánh cận chiến được rồi. Heo là hít đánh cận chiến anh em. Má người ta đánh cái mình đứng ở ngoài mình coi. Không thì nó nhìn nó hơi bị sai. Dạo này game hơi hiếm nên là anh em nào có game thì gửi cho heo với ha. Đó, thị trường game dạo này hơi hiếm má. Vừa hết dịch xong cái bây giờ mở cửa lại cái anh em làm game đi đâu hết trơn rồi. Đó, nhất là mấy anh em game lậu này nọ là không thấy luôn. Thiệt chứ. Ok. Giờ mà game lậu mà nói như hồi đó là phi thâu này nọ thì hơi ít.
Tại vì ta nói vừa up lên là bị cướp liền mà. À. Giờ ăn cướp trắng trợn quá nên nhiều ông đâu có up đâu có up nữa đâu, đâu có up mấy cái game nữa đâu. À đây chọn kit hả? À, nó đang hướng dẫn mình đó hả? Đậu xanh cưng. Rồi nó chưa mở được cái túi nữa hả ta? Đây 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 đây. Bây giờ chúng ta cũng phải chạy nhiệm vụ một tí nữa cái đó. Lên level 8 rồi ha. Bật vô đây. Đó, full bộ trang bị luôn kìa. Điều thiệt chứ. Má lắc luôn. Vô một phát lên lực chiến lắc luôn. Ok, đẩy sau ha. Sao đi, đẩy sau đi. Ủa kết nối được với ấy luôn hả ta? Ghê hả? Cái này bản này kết nối được với Google luôn hả ta? Tài khoản Google Play. Ồ. Oh, bản phi mà ghê vậy. Mà chúng ta vô, chúng ta mặc đồ vô nè ha. Đó. Đó, lực chiến ào ào luôn. Trời ơi, vô cái này mà đánh boss chắc thôi. Rõ đầu nó chắc nó chết chắc luôn. Ôi, sao cái này nó nhiều điểm hơn vậy ta? Ồ, thằng này của GM nè ha. A, B, gì, A. Nói chung là sức mạnh hơi nhiều nè. Nhưng mà cũng không nhiều bằng này. Má một đống luôn. Trời, má thấy màu tím vậy mà ngon ngon hơn là cái màu... màu đỏ nữa anh em. Ghê hả? Với cái sức mạnh này thì chắc vô là gõ đầu mấy con quái một hai cái thôi chứ. Nè đó chỉnh nè ha. Nè, trời ơi trời đúng y luôn. Cái này vô là giúp tụi nó một phát một. Này giống y nha, đi ngang cái phủi vậy. Trời ơi vô thì còn gì nói nữa anh em. Một hit thôi đó. Mấy đứa đừng có chạy nè, để chị đánh nha. Để chị đánh cú đầu cho vài cái thôi à. Mà con này mông to thiệt. Chưa? Rồi chấp mày đánh trước luôn á. Đây nè ông nội, đánh đây nè. Ôi, quay lại đây. Ôi, tao nè. Ôi, nè đánh tao đi. Đúng rồi, đánh đâu đi. Ok, cuộc chơi hết vui rồi. Kêu đánh mà không đánh. Nè, nhân vật này được cái đẹp anh em. Hả, à, chân dài đồ, eo thon đít nở rồi. Ba vòng ta nói vòng nào ra vòng nấy. Đây, có quà online được cái kiểu con đại điểu ha. Rồi bây giờ hướng dẫn anh em nhận kim nguyên bảo, lòng kim cương với lại A-Safe nè ha. Đây chúng ta vào game. Ồ, oh, có luôn cái này luôn hả? Ghê hả? Rồi ok ok. Đây chúng ta vào cái phần vào túi nè ha. Đây vào túi nè nhân vật. Rồi anh em vào cái phần back bay nè ha. Rồi anh em thấy cái bánh này không? Đó, cái miếng chocolate nè. Rồi ok, chúng ta sử dụng. À, cái này sử dụng là user nè. Đó, một phát một thôi. Lên max level luôn. Đó, bỏ qua phần này đi. Đó, lên level 130 liền. Thơm. Chưa hết. Nè, bây giờ đi ra coi nè ha. Chưa. Đó. Giờ up kỹ năng nữa hả? Ok, cưng. Nhiều thứ quá mà. Rồi, nè, vô thư nè. Đó. Điểm nè nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 tỷ kim nguyên bảo. Đó, 2 tỷ kim cương. Đó. Rồi một số món khác đồ nữa ha. Rồi ở đây thì chúng ta có vé này gì nữa nè, tùm lum hết. Đó. Ok, nhận thôi. Ba đồ quỷ nè mà. Đó, nhận hết. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy đó, 2 tỷ vàng, 2 tỷ kim cương, 2 tỷ điểm shop. Đó, level 130. Ok. Vô nè, đó thích mua gì? Đó anh em thích mua gì? Đó, mua gì mua hết. Đó.
mua, trời ơi ba đồ quỷ nè, ít thì mua thôi. À, mấy cái nồi nạp này chúng ta nạp không được thôi. Đồ mở server có cánh đồ nữa nè hả, điểm danh ra thời trang nữa hả, trời trời. Cái này heo không để ý. Ôi rồi rồi. Anh em điểm danh ra được thời trang full này nha anh em. Quá đẹp, quá đẹp. Trời ơi, thời trang bikini luôn. Ok, đó. Cái này chắc mua rồi. Rồi cái này cái gì đây? Event gì nữa nè. Shop logo, open ray gì, tà le hột me hết. Gì đây? Một cái vé này vé làm gì nè? Chết chưa, đánh boss hả? Đậu xanh. Thôi để hót ra chứ. Bắn ra, nó bắn ra. Bắn như chưa từng được bắn luôn. Nè coi nè. Bành 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 bành. Ok nhưng mà thôi không hết. Hót ra nằm đâu ta? Để cho mấy con này vô rỉa chết hả? Rỉa chừng nào chết trời. Thiệt má nó rỉa chừng nào chết mình. À ok. Bao nhiêu con nó rỉa sắp chết thiệt rồi nè anh em. Nè đi ra con này cho nó rỉa. Đó đó cá hả? Con này là con cá hả? Ô má nó rỉa kinh vậy. Nó rỉa mày chết luôn kìa. Đậu. Ồ được một rương hả? À mở ra được bánh trung thu gì trong này nè. Cái còn mấy cái phần khác là gì ta? Ơi đâu đâu đâu. Ồ có gui nữa nè. Đó gui khá nhiều người chơi ha. Rồi gì nữa đây? Đánh boss hả? Ok chưa có khả năng đó em à. Gì nữa? Chết mẹ nó kêu vô đánh boss. À gui chiến đồ nữa hả? Quá trời ơi, quá trời ơi. Còn gì nữa? À cường quá đồ nữa hả? À cường quá đá. Ok. Được. Đồ ba cái quỷ này. Ok cường quá hết nữa. Nó đó bỏ vô. Nó trời phun đá rất là nhiều đá luôn anh em ơi. Dư sức chúng ta cường quá bỏ vô luôn á trời. Được nè hả? Được. Rồi khảm tiếp. Đá 12 nhiều lắm nên khảm bên mông anh em. Đó. Khảm vô. Hình như còn một số món mình chưa có đúng không ta? Em nhớ là vậy và heo thấy cũng là như vậy. Hình như là thiếu 4 món. Ok, rồi. Có cánh đâu nữa nè. Đây, có cuốn sách mới hả ta? Ở đây chúng ta còn nhiều đồ nè ha. Summon là... Oh my god. Chúng ta mở thời gian. Ok, anh em ra luôn một con rồng. Ok, trời. Buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia heo lên một con rồng đầy đó. Ôi trời ơi, một con rồng. Quay ra đây nào em, đó. Quay một vòng cho bà con cô bác tôi xem nè. Đó. Oh man. Đó, rồng ha. Trời ơi, rồng Trung Hoa đàng hoàng. Đó. Ở trong túi còn cái gì ngon nữa không ta? Gì vậy? Ủa cái nào? À cái cuốn sách hồi nãy chúng ta chưa có bỏ đồ vô. À còn bông tai với dây chuyền nữa. Ok để từ từ mở. Gì đây? Open hết. Cái này cái gì ta? Summon. À được mở thêm một con cáo nữa nè. Đồ con này rồng rồng gì không biết. Summon. Được thêm một con ngựa nữa hả? Xấu quá. User.
Đá. Còn cái này gì ta? Này gì nữa nè, tùm lum hết nhiều lắm. Này thì heo cũng chả biết rõ nữa. Anh em nào biết thì comment dưới ha. Ủa cái này bet mà đúng không? Đúng rồi, cái này bet mà. Ok, ok. Hồi ơi, nâng kinh nghiệm bet đồ lên nữa. Bet, bet, đúng rồi, cái này bet. Ok. Mở bet đồ lên nè. Đó, điểm chúng ta là một đống luôn nè anh em. Trời ơi ạ. Hôm vậy gọi đánh gì nữa? À, event gì nữa nè hả? Rồi online nhận hưởng. Full thời trang, hồi nãy ta thấy full thời trang là thấy ngon rồi. Đó, lia 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 cái gì? Ok. Đang event quá trời luôn hả? Event gì vậy? Event gì có bộ đồ đẹp vậy ta? Mấy bộ này hình như mua không có nha. Không có mua được đâu. Khá nhiều, khá nhiều. Rồi cái mail này là cái chợ đúng không? Hình như là cái chợ. Ok. Đi chợ, đi vô đây kiếm đây, ngoại trang nè. Đó, thời trang, thời trang. Thời trang. Kiếm bộ nào mà mát mát coi, đang mùa hè mà đúng không? Chúng ta đang ở mùa hè mà. Đây là thú nè. Đó, chúng ta có thể thích con nào thì mua con đó ha. Mua full luôn nha anh em. Đây. Đó, chú heo xinh xinh nè, hầm bay nè ha. Ghế nè ha, phải lời. Đó, rắn rồi, sói rồi này kia cái nọ. Đó, người máy rồi xe luôn kìa. Đó, đó, phao bơi rồi các kiểu con đà điểu nhiều lắm. Ok, đó, chuột nữa, trời ơi, thơm không? Đó, xe từng lọc của ông già Noel luôn nha. Đó, full luôn mà, game free full luôn. Đó, tha hồ mà chơi. Thích gì mua đó, shop. Shop này shop gì ạ? À, kiểu như là shop vui rồi đó mà. Shop đấu trường rồi mà. Mấy shop đó chúng ta không có điều kiện mua. Cái gì vậy? Này cũng chả biết là cái gì luôn. Có nhiều món mà lạ lồm quá. Chúng ta nhìn chúng ta không chả hiểu là gì. Ôi bán quá trời đồ hiếm luôn nè. Thấy bán mắt thấy kim cương cao là biết đồ hiếm thôi chứ có biết què gì này đâu. Rồi đây 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 thời trang nè. Đó, ta lấy cái bộ này nha. Mát 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 ta lấy về à. Đó, ở đây nhiều đồ hơn nè. Đó, phù hỷ đâu nè ha. Elsa. Ủa bộ này xấu ta. Đây, trời ơi, ta tìm được một bộ đồ đẹp rồi. Thôi ơi. Ok, mua. Thôi ơi, heo mà. Đó, mua. Rồi cái quấy luôn, cái quấy. Cái đó là ở dưới quê heo kêu là cái quấy. Quấy nè. Này vũ khí đúng không? Vũ khí lụm luôn cái vũ khí. Rồi, còn trái tim này có cùng bản với nó không? À, cái trái tim này cùng luôn. Cái này là cuốn sách phép thuật của nó. Ok, quấy hả mày? Cho mày quấy nè. Rồi, ok, thú hay cái gì tùm lum nữa nè, bét trong này nhiều lắm. Rồi, đi ra mặc lại cái... đúng rồi, hình như nó chưa hai đúng không? Thay đồ đi con, thời trang đâu? Đây. Pick up đúng không? Đó, bỏ vô. Mặc đi, có tiền mua cho mặc đi. Gì đây à? À, full set hả? Đây. Ok. Rồi, được rồi. Ủa, chưa mặc nữa hả? Ủa, bỏ vô làm sao cho nó mặc lên ta? Làm sao cho nó hiện ở ngoài ấy? Chết mẹ, tới đây đứng rồi. Làm sao cho nó hiện cái thời trang lên ta? Heo thì không rành cái này cho lắm. Nè, anti rồi nè đúng không? Nó bấm vô anti rồi nè. Còn gì nữa vậy? À, anti luôn bộ này cho nó hả? Chưa mà, cái này chưa đủ mà. Nhưng mà làm sao để cho nó hiện hình lên nè? Khó khăn vậy.
Thôi cái này anh em chơi rồi tự tìm hiểu nha. Hãy bắt đầu thấy căng căng rối cái não rồi đấy. Rồi, rồi ok, vô đánh thêm trận nữa để coi cái sức mạnh của hiện tại của nó nè. Ủa, đâu mã nó tự chạy vô luôn hả ta? Ghê vậy? Wow. Ê, mấy con này bắt đầu trâu rồi nè nha. Đó, không thể xem thường được rồi. À, nó cũng tự chạy phó bản luôn cho anh em á anh em. À, nó tự chạy luôn, nó tự chạy phó bản lên 130 luôn, khỏi làm nhiệm vụ. Ồ, game ngon nha, đáng để chơi nha anh em. Rồi, link này nọ không để dưới phần mô tả ha, anh em nào có chơi thì tải về. Ok, game khá đổi là hay. Đó, anh em nào muốn chơi vô một bước là full luôn thì tải về ha. Nói chung cũng chả full gì đâu. Thấy có nhiều anh em chơi lắm mà heo chưa biết làm sao để mà cho nó hiện cái bộ ngoại trang ra nữa. Nhìn mặc đồ như con tù. Bộ kia đẹp gần chết, mặc vô rồi mà bây giờ không hiện ra. Rồi vậy nha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bây giờ thì bye bye.